Dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng đã nhấn mạnh mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trong đó xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Và chủ trương này đã thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học kiều bào. Trong đó, vấn đề tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu đã nhận được sự quan tâm lớn. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng đã chủ trương lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hình thành năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và tăng khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế, tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Giáo sư tiến sĩ Đặng Lương Mô, nhà khoa học đi đầu trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam với gần nửa thế kỷ sống và làm việc tại Nhật Bản, tin rằng Việt Nam hoàn toàn có khả năng đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu chất lượng cao để hoàn thành chủ trương này. Bây giờ mình là một cái nước có dân số gần 100 triệu, tức là mình có một cái thị trường trong nước rất lớn. Cho nên đại học của mình là phải kết hợp được với lại công nghiệp để mà phát triển. Nói về cái mặt này, đào tạo ra con người, thì Việt Nam có một cái hệ thống đại học tương đối tốt. Thì tôi tin rằng là mình có đủ năng lực để mà tạo ra được một cái thế hệ hay là những thế hệ con người có thể đáp ứng được cái nhu cầu cần để phát triển đất nước. Tự chủ về khoa học công nghệ và tăng tính ứng dụng của các nghiên cứu đòi hỏi những mô hình liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu khoa học và các trường đại học. Vừa là tiến sĩ khoa học, vừa là chủ một startup tại New York, Mỹ, tiến sĩ Lê Tùng Linh đã nhiều lần đưa ra thị trường những sản phẩm dựa trên những nghiên cứu khoa học của chính anh. Doanh nghiệp là đơn vị tốt nhất để có thể đưa ra được định hướng cho sản phẩm khoa học công nghệ cực kỳ tốt để có thể tiếp tục phát huy, tiếp tục thúc đẩy được cái hệ thống nghiên cứu khoa học và làm sao để có thể chuyển giao được từ nghiên cứu khoa học cơ bản thành nghiên cứu ứng dụng và từ nghiên cứu ứng dụng làm sao có thể đưa được ra thành một cái sản phẩm mà người dân, một cái sản phẩm mà gọi là thị trường có thể được đón nhận. Đánh giá cao sự quan tâm đúng mực của dự thảo tới phát triển khoa học công nghệ, các nhà khoa học kiều bào cũng cho rằng Việt Nam cần tận dụng cơ hội từ các xu thế toàn cầu, ví dụ như dòng dịch chuyển cơ sở sản xuất công nghiệp trên thế giới đang được tiếp đà bởi đại dịch COVID-19. Qua đó thu hút những công nghệ mới từ các nhà đầu tư nước ngoài cũng như kiều bào. Hy vọng là trong vòng 10 cho đến 20 năm tới, khi mà nhiều người Việt Nam quay về hồi hương, khi mà nhiều người Việt Nam hơn, đặc biệt là trong dịp COVID này, thì những gọi là kỹ sư giỏi của những công ty lớn toàn cầu cũng đang về Việt Nam rất là nhiều, và làm sao có thể đưa ra được những cái chính sách phù hợp để những người con đất Việt, để những người kỹ sư tài giỏi, những nhà nghiên cứu khoa học tài giỏi ở nước ngoài sau khi họ trở về Việt Nam xong thì có thể dùng được cái nguồn lực này. Thì đây cũng là cái cơ hội, thì mình cũng sẽ có thể có những cái biện pháp làm dễ dàng hơn cho người ta, để cho cái việc mà những cái cơ sở sản xuất không những của người nước ngoài mà lớn nhất là những cái cơ sở của Việt Kiều mà người ta muốn di chuyển về Việt Nam. Cùng với thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu khoa học và các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, việc tận dụng các xu thế toàn cầu sẽ là một lực đẩy lớn, biến khoa học công nghệ trở thành động lực để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế xã hội.